Thế thì bạn, đây là bộ con dao cắt ống của Đức, hàng xịn. Đường kính ống kim loại cắt được từ phi 6 đến phi 76. Mã số của nó là 18076. Kinh khủng luôn, quả to thế. Rồi. Phần cán này, phần này là bằng nhựa cứng carbon. Mình có thể tháo rời toàn bộ phần phía mặt này ra được bằng cách tháo mấy con ống này ra. Thì phần đây nó sẽ có con dao, nó khác con dao của Nhật tí xíu là nó có cái để vát mép này. Sau khi mình cắt xong thì thường mình gọt cái mép trong của ống, mình dùng cái lưỡi này. Đây là một cái phụ kiện rất hay. Ok. Mình đưa đẩy lên đây này, mình đưa vào ống mình gọt. Ok, rồi cắt vào đây. Thay đổi hành trình ở đây, mình mở hết ra ra. Đây quả là thực sự là một sáng chế. Phần này là cái gì đây? Đây có một dao dự phòng ở đây. Nó có một cái lưỡi dự phòng ở đây, gắn ở đít này. Này hay này. Này chắc con dao chắc đắt tiền ạ. Nó có cái ngàm đây và ngàm đây đối xứng nhau thì mình đưa đây. Ok. Là khi bạn thay cái lưỡi ở đây. Thay cái lưỡi ở đây thì mình sẽ bỏ tháo cái chốt cài đây, chốt bi đây. Thì mình lấy con dao này mình lại bỏ lại vào chỗ này. Bỏ lại vào chỗ này ha. Ok. Tự nhiên làm khó mình cứ tháo ra tháo vô vậy. Ok. Ở đây nó có cái bi này, bi nó sẽ tạo thành bốn viên bi, nó sẽ tạo thành một cái rãnh để nó đỡ cái ống. Rồi mình có cái ống ở đây, ống rồi. Ống mới đây gì đâu, đây. Như này. Đó. Đỡ như vậy. Dạ. Thì đối với dao cắt ống bằng tay thì ống kim loại bằng tay thì là dao sẽ quay xung quanh ống ha. Thì cái này, mình thay đổi, mình sẽ đặt sát ở đây rồi bắt đầu mình xoay thôi. Khi mình siết cứng này tí rồi bắt đầu mình xoay, thì để cho cái lưỡi dao này mà bền thì kia các bạn cắt, các bạn nên có cái dầu làm mát, nó bôi trơn làm mát, mình xịt vào đây. Thường hãng họ sẽ bán cho mình kèm, còn mình cần thì mình mua, hoặc là mình sẽ lấy dầu nhớt cũng được, mình thả một ít dầu nhớt vào đây thì khi mình cắt thì nó sẽ bền. Khi mình cắt thì mình sẽ quay dao xung quanh ống. Cắt sợ đứt không? Hả? Đứt thở không? Thế thôi khỏi cắt thì. Khi mình cắt, mình cắt thì mình sẽ vặn, càng vặn vào thì mình sẽ càng xoay. Ở đây mình không có dầu làm mát nên là mình cắt demo tí thôi. Đó thì nó cũng rất là nhanh. Đức mà xài máy thoải. Thì mình chỉ cắt demo tí xíu vậy, mình cắt thì nó sẽ tạo thành cái vết, thì cái này mình nhập về cho khách nên là từ khi họ nhận thấy nó có cái vết thì cũng không hay lắm. Quay sơ tí xíu là đi lõm mà mình làm thêm vài đường nữa là đứt thôi. Rất là bén. Thì con dao cắt ống thì ăn nhau là cái lưỡi dao này thôi. Ăn nhau là cái lưỡi dao này. Dao rất là mỏng và rất là bền, thép này rất là bền. Con dao sơ cua nằm ở dưới đây thì khi các bạn có thể thay nó rất là nhanh chóng. Cái này mình chỉ thấy là có so với nên nó có lớp dầu bôi trơn nằm đây cho cái vít me này, giống như kiểu vít me. Thì nó có một khác cái dao của Nhật tí xíu, mình hay bán của MCC, đó là cái này nó nhả nhanh ha. Hay rồi, ha. Đó, nhả nhanh rồi. Rất là nhanh. Còn cái này là cái bước chuyển bằng tay. Thì mình tìm tiến tới đây. Thì nó đường kính của nó nhỏ nhất thì vặn được, cắt được sai một cây, đường kính ống là 6. Rồi, vậy thôi.
Thank you.